Thế giới bây giờ trở về kênh này 3 năm về trước là mình nói về thời tận thế, Thượng Đế cho một người con xuống trần để mà lộ cơ, để mà đánh tiếng trống, keng beng beng beng, để cho mọi người thức tỉnh và đưa cái thiền bát nhã, tức là dấu hiệu thiên tâm, để cho nhân loại được ít nhất cũng còn được một phần, còn 7 phần là cứu không nổi, tại học quá giỏi. Đó là chủ yếu kênh này khuyên ăn hiền ở lành. Trong lúc còn đang mang xác phàm á, thì cũng có được cái đời sống, khi mang dấu hiệu thiên tâm cũng có đời sống mạnh khỏe, vui vẻ, không có bị thư ém hay là không có bị mấy thầy quốc danh dụ. Bữa nay mình thử mấy cái đồ xịn này, để lên núi nó không có mấy cái này. Cái này là để chỗ cho mấy nhà chính trị, mấy gây quỹ campaign đồ á. Mình mượn tạm nha. Mình thuộc dạng gốc cây với cái lo sách vòng vòng như bữa với Nam Cali vậy là dữ lắm rồi. Cái này quá sang, không dám. Thì xưa tất cả các những nhà chính trị gia hay là những nhà bình luận gia tin tức trên thế giới của Mỹ và cả Việt Nam cũng chưa ai nói vào cái thời cuộc này. Mọi thứ nó đều khi ra đi nó điên lược, cái ác ra đi cái thiện ở lại, họ cứ nghĩ là nước này nước kia. Đến mà có một mình Kiệt là gan dám nói đâu chúng đó, chúng 90% rồi. Bữa từng rồi đây mình nói có chuyện vui, bữa nay ông Trump ổng ứng cử lại cộng với laptop Biden nữa, là đó chuyện của Mỹ chút mình nói sao, mình nói thế giới, mình nói Mỹ, hồi nói Việt Nam cho nó có thứ tự để dễ nhớ. Thì lúc đó thời xưa Kim Jong Un trước cái thời ông Trump lên á, gây cấn với Mỹ lắm, cứ bắn hoài, bắn lên bắn xuống mà hù, mà mỗi lần đói bụng là bắn. Rồi Trung Cộng thì cứ bay qua bay về hù không, cũng không dám làm gì hết. Rồi bao nhiêu nước như Do Thái với Iran cứ dọa qua dọa lại. Rồi cuối cùng Nga với Ukraine cách đây 8-9 tháng trước thì có xảy ra cuộc chiến tranh, giờ cũng 500-600 ngàn người chết. Rồi đến con COVID đột xuất xảy ra, 7 triệu người liệng như khúc củi, ai cũng biết rồi đó, thân mạng vô thường. Chỉ có người mà thức tỉnh á, mà thời nay á, là những đứa con của Phật mang họ Thiên, thấy khờ khờ nhưng mà lại khôn á. Còn mấy đứa mà học giỏi quá, sách vở rồi chất đầy tủ rồi không, thì lại là chấp tướng, chấp theo áo vàng, chấp theo đầu, không có tóc, áo đen, dốt nữa, ngốc nữa. Nhiều người chửi mình ngốc trên mạng lắm. Từ cao đồ, ngồi nó nói chúng nói chuyện nó cao đồ, thấp đồ nữa. Dần số cao đồ á, mạo phạm, sợ khẩu nghiệp, nên sẵn bữa nay mình nhắc nhở luôn. Chủ yếu cái này là lên màn hình, lên quay phim, mình ngồi đây cũng ngồi. Thì thời đó đó, Kiệt, Phố sao không dám Kiệt nói là cơ vận của trên trời mà đi á, là cả hàng nghìn năm. Nhân loại giàu cho có khôn, có giỏi như kiểu Putin giờ cũng chết. Có ma mị gian lận phiếu như kiểu đảng Dân Chủ rồi giờ cũng sắp sửa tàn. Giờ vụ laptop đưa lên. Rồi bao nhiêu nhà giàu có trên thế giới, tỷ phú này tỷ phú nọ, cũng bị vô đốt củi đốt lò. Có ai ngờ bao nhiêu nhà bây giờ Việt Nam có danh sách đó, từ từ đi hết. Đó là cái ác ra đi cùng một lúc, gọi là đồng bộ. Thì đồng bộ vậy nè, tại vì 3 năm trước đúng ra cái đồng bộ này cơ vận đã xảy ra rồi, nhưng mà vì lý do chưa có đồng bộ cho nên cơ vận bị trễ lại. Cho nên ví dụ 5 con gà thì mình cộng thêm vài năm nữa,
Ví dụ chó cộng thêm nữa, mấy cái thám cơ hay nói heo, gà, chó gì đó thì mình cứ cộng thêm. Giờ mấy cái đó nó cũng trúng, nhưng mà nó không có đúng như cái con hay cái năm nữa. Đó. Cơ vận bây giờ đang ăn khớp, rất là ăn rơ luôn. Rơ nó nổi mà ông Trump bây giờ á, tuyên bố một cái là phần nửa nước Mỹ ủng hộ rồi. Rơ đến nỗi mà Putin á, cứ nghĩ mình thắng, càng đánh càng thua. Rồi Trung Cộng cũng vậy, cũng sẽ nổ ra trận chiến. Cái đó đó là cái kết thúc của cái cơ khởi, mà kết thúc của cái khổ. Trong cái sự trên thế giới bao nhiêu thiên tai địa chấn lại cũng biết rồi. Mình bấm Google mình cũng thấy. Rõ ràng là mình đang ở tận thế. Trái đất rõ ràng là đang ở một cái biến chuyển cực kỳ khổ não, sầu bi. Không có ai chúng ta mà một ngày mà sáng mà thức dậy mà không coi tin tức, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Hồi xưa đâu có đâu, giờ đứa nít nó cũng biết tin tức nữa. Cơ vận đang đi ăn khớp để đưa gọi là ma quỷ đó, tà đó, thiên ma đó đi vào ngõ cụt. Rồi lúc đó Phật mới xuất hiện. Đức Thầy sẽ không bao giờ xuất hiện khi một cái chế độ cộng sản ở bển còn đang cầm quyền. Nó không có hợp lý. Mà bữa có một ông cao độ nói là Đức Thầy không có cần biết chế độ nào, tại Đức Thầy là người dạy kiệt mấy chục năm. Thì chúng mình nói chuyện đó sao, chuyện nội bộ. Đó là một trong những năm hay sáu loại vô nghì á. Cơ vận đang chuyển hướng rất là tốt. Hiện giờ Hạ viện đã lấy lại, đuổi bà Mặt Khỉ ra khỏi Nhà Trắng, đúng không? Rồi ông Trump sẽ từ từ trở lại. Mà ông trở lại lên làm tổng thống năm 2024 hay không thì lúc đó mình không biết nha. Nhưng mà cách đây bao nhiêu hai năm về trước, khi ông nhang lá phiếu kiệt khấn cho ông 10 tuổi để ông quay lại, thì cái đó là bây giờ là trúng rồi đó. Tại vì nó chỉ có hai thứ thôi, trắng hay đen, chánh nghĩa hay là tà thần. Còn về mặt đời thì cứ nói là dân chủ cộng hòa, thể chế cộng sản hay thể chế nữ thần tự do, nó không phải như vậy. Giữa tà với chánh, ở trong nước Mỹ này tà nhiều lắm. Tại sao Mỹ tại sao là cái phe dân chủ rõ ràng là làm cái nước Mỹ này bị khủng hoảng kinh tế, và ông Biden là rất là không có tài mà là tay dẫn bầu? Là vì Mỹ đen với Mỹ nó xanh nhiều quá, số phiếu nó nhiều. Nó là mình phải tính vậy. Nhưng mà cái gốc gác của cái chỗ này á, là giữa da trắng da đen có cái hiềm thức kỳ thị. Mà muốn làm sạch cái đầm lầy này á, nó sẽ sắp sửa đi vào một cái kết cuộc. Kết cuộc đó là hai người phụ nữ sẽ bị hạch tội. Thì bây giờ từ từ nó chưa thấy. Bây giờ bữa nay mình chưa thấy phải không? Mà năm ngoái là Kiệt đã nói là có đó, có phụ nữ hạch tội. Bây giờ mình giả sử nha, bác Bảy Đần của mình té cầu thang lần nữa thì sao? Đúng không? Hoặc là cái laptop lật ra tùm lum trong đó, rồi ổng mà hố lộ, có phải giống như Watergate không? Thì người nào sẽ lên làm tổng thống? Mình đã từng nói ổng nửa đường gãy gánh mà. Có ai coi cười kỹ ra đi. Thì thí dụ cái bà camera là, cái bà Ấn Độ này mới lên làm tổng thống, nghĩ mấy ông Mỹ nó phục không? Mỹ đen phục không? À, cả Mỹ đen Mỹ trắng lúc đó phải sánh vai nhau, cả quân đội nữa lật đổ, thì lúc đó nước Mỹ mới gọi là đoàn kết trở lại. Thì đó là cái cục diện cuối cùng. Mà hôm nay mình chỉ nói vậy thôi, cơ trời còn 20% chừa lại nhé. Nhưng mà mọi thứ ở trên đã tính từ màn từ lớp, cũng giống như mình đóng một vở tuồng, tới màn nào ai ra màn trước màn sau để cho nhân loại sau này học hỏi. Chủ yếu vẫn là da đen da trắng nước Mỹ này phải đoàn kết. Đó là cha không có muốn nước Mỹ bị chia làm đôi là vậy đó. Thì ông Trump bước xuống rồi từ từ, chứ không phải bây giờ cứ nhắm mắt nhắm mũi tôi biết tôi bầu cho cái ông này lên, ông làm cho quốc gia bại hoại cũng vẫn bầu. Nó không phải như vậy nữa. Mà nước Mỹ là do Thượng Đế đặt ra. Có một cái thằng đàn anh nó giàu có, nó hùng mạnh, thì lúc đó đó nó mới lo được cho mấy cái đàn em trên thế giới. Còn nước Mỹ mà nghèo là cái thế giới này cứ không ai nghe lời ai hết.
cứ hâm qua hù lại chiến đấu nhau. Đó là cái những cái màn kế tiếp mình sẽ coi. Còn hôm nay Kiệt nói trúng được cái phần vui rồi đó. Từng rồi mình nói mang chuyện mừng thì nói chuyện mừng là mình nói là vậy. Bữa nay ông Trump